Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Sau cái chết của Thạch Hậu, ba đại giáo liền hạ xuống pháp chỉ trừng trị thạch tộc của Thạch Hậu. Thạch tộc phạm tội phi báng thần, vốn nên chịu ác quả bị trời phạt. Vậy nhưng, ông trời có đức hiếu sinh, chỉ cần bọn họ giao ra lò luyện hư không thì mọi hành vi trước kia đều không truy cứu nữa. Trên miệng thì nói nhân nghĩa đạo đức, vậy nhưng suy cho cùng thì vẫn đến đây vì bảo vật. Còn lấy thêm lý do là nếu tự ý lén giấu vật không may này thì máu huyết sẽ chảy thành sông. Đám người Thạch Quốc vô cùng bất mãn. Năm đó thượng giới đem vô số người huyết tế, bọn họ còn chưa báo thù. Bây giờ dư đằng của Tam Giáo lại bắt nạt tới cửa rồi. Thạch Thành Phong lập tức hạ lệnh cho toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh, đám người Tam Giáo cũng lao tới cửa. Bọn chúng giáng xuống sấm sét thẳng vào mặt hoàng cung. Vậy nhưng vì hoàng cung có trận pháp bảo vệ nên hoàn toàn đứng vững. Trở lại với Thạch Hậu, kỳ tích lần nữa xảy ra. Vô số hoa văn xuất hiện bao phủ toàn thân Thạch Hậu, khiến trái tim lần nữa đập nhịp. Như vậy xem ra là có hy vọng khôi phục, vậy nhưng đã mất đi chí tôn cốt rồi, phải chữa trị như thế nào đây? Mau cầu trời liều bằng cách dùng con mắt trung đồng để chữa trị. Tuy cậu đã mất đi chí tôn cốt, vậy nhưng trong người vẫn còn chí tôn huyết. Chí tôn huyết chậm rãi chữa trị thân thể cậu, đồng thời tẩy rửa thương thế còn sót lại. Vậy nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì tiêu hao là quá lớn. E là chữa trị thân thể xong thì chút ít chí tôn huyết còn sót lại sẽ hoàn toàn biến mất. Tiêu Hồng có suy nghĩ khác, có lẽ việc tiêu hao hết chí tôn huyết sẽ mở ra một cơ hội khác là chân huyết được tái hiện. Một luồng sáng bạo phát, Thạch Hậu chưa tỉnh lại, vậy nhưng đã có ý thức. Cậu đem phù văn của chí tôn cốt khắc lại vào trong máu thịt. Như vậy dù cho không còn chí tôn cốt thì vẫn có thể thi triển thần thông. Nhìn thấy tiểu tử kia vẫn đang chưa tỉnh lại, Mau Cầu liền lên tiếng kêu gọi, cách này quả nhiên có hiệu quả. Ý thức Thạch Hậu nghe được tiếng kêu liền mở mắt rồi cố gắng vực dậy. Rất nhanh chóng, Thạch Hậu cũng tỉnh lại. Mọi người vô cùng vui mừng. Họ thực sự không tin được sự thật trước mắt này. Thạch Hậu cũng cảm thấy vui mừng vì bản thân mình vẫn có thể sống sót. Tộc trưởng Gia Gia dẫn Thạch Hậu đến một cái bia đá có khắc vài dòng chữ. Lão vô tình phát hiện ra mấy dòng chữ này, đoán là Nguyệt Thiền trước khi lên thượng giới đã để lại. Như vậy cũng tốt, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, không thể ép buộc được. Vài người khác như chim đỏ, chín đầu sư tử thì đến đại hoang tìm kiếm chí tôn thần tàng. Còn con tọa kỵ rùa đen thì bỏ chạy mất rồi. Từ sau khi nhận ra Thạch Hậu có hy vọng tỉnh lại, thì Thạch Thồn đã phong bế hoàn toàn tin tức nhằm tránh cho thế lực thù địch tới đây phá hoại. Cho nên, những người bên ngoài, bao gồm cả Hoàng Thất vẫn chưa biết cậu đã hồi sinh. Lần này sống lại, cậu nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc những kẻ ác để bọn chúng phải trả giá. Trong lúc này, Hoàng Cung vẫn đang liên tục bị tấn công. Bọn chúng vừa đánh vừa không quên dùng miệng lưỡi. Xem khí thế khổng lồ mà các đại giáo gây ra thì bọn họ đúng là đang muốn đổ sát cả Thạch Quốc. Người bên trong Thạch Quốc hoảng loạn, trận pháp có dấu hiệu bị xuyên thủng. Bọn chúng tiếp tục bồi thêm một kích nữa nhằm phá vỡ hoàn toàn kết giới. Đám người Thạch Thành Phong đầu dễ dàng để cho chúng đạt được mục đích. Họ cũng lập tức xuất toàn lực ngăn cản. Vậy nhưng, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Sớm muộn cũng bị bọn chúng đánh cho tan tác mà thôi. Vậy nhưng, bọn họ đã liên thông với Thạch Thôn nhiều lần rồi mà vẫn không có phản hồi. Qua ngày hôm sau, Thạch Hậu từ biệt mọi người để đi tới Thạch Quốc. Cậu vẫn chưa biết Thạch Quốc đang gặp nạn, vậy nên chuyến đi lần này dự định là tìm con đường đi lên thượng giới. Chuyến đi có lẽ sẽ rất lâu, không biết khi nào mới quay về gặp mặt mọi người. Cho nên, Thạch Hậu cũng có chút buồn lòng. Đám người đại giáo vẫn liên tục giáng xuống nhiều quả cầu lửa. Như thế vẫn không có kết quả, bọn chúng liền chơi lớn tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ to hơn cung điện. Cú va chạm tuy không khiến cho kết giới tàn vỡ, vậy nhưng cũng tạo ra một trận động rất mạnh. Thạch Thành Phong muốn lên tiền tuyến kháng địch, Băng Cừu liên tục khuyên ngăn, đối thủ bên kia là các cường giả tôn giả, tuyệt đối không thể ra ngoài mạo hiểm được. Vậy nhưng, Thạch Thành Phong vẫn kiên quyết với ý định của mình. Hắn đã nhận sự ủy thác của Thạch Hậu thì phải có trách nhiệm bảo vệ Thạch Quốc. Cái giới phòng thủ sau nhiều lần bị công kích cũng bị đánh vỡ. Đám người Tam Giáo vào ngoài vực lập tức hô hào xông lên chém giết, cướp đoạt bảo cụ. Trận thế vô cùng hùng hậu, bọn chúng vừa lao xuống vừa phóng ra công kích. Rất nhanh, Hoàng Cung Thạch Quốc đã bị bốc cháy dữ dội. Một con hung thú lao xuống trước mặt Thạch Thành Phong và ngừng tụ một quả cầu lửa định thiêu sống hắn. Thạch Thành Phong còn chưa kịp thể hiện thực lực thì đã sắp phải đón nhận cái chết. Đúng lúc này, Thạch Hậu đã đi tới Thạch Quốc, cậu phóng ra kiếm gãy của quỷ xà phá tan cầu lửa. Sự xuất hiện đúng lúc này làm cho cả đám bất ngờ. Thạch Hậu tuyên bố sẽ lo liệu từ đây những kẻ xâm phạm Thạch Quốc đáng chém đầu. Cậu đứng hiên ngang giữa không trung, tung ra một chiêu quét sạch đám người lẫn hung thú đang lao tới tấn công Thạch Quốc. Điều này làm cho phe địch cũng hoảng loạn. Thạch Hậu điều khiển pháp trận tạo ra một kết giới bao bọc toàn bộ Thạch Quốc.
Đám tôn giả phe địch thấy vậy cũng không đứng yên nữa, họ nhất định phải ngăn cản Thạch Hậu, nếu không thì hôm nay sẽ không còn đường lùi nữa. Hắn ta nhanh chóng tạo ra một cái trận pháp bảo vệ Thạch Hậu lại. Thạch Hậu không để cái trận pháp này vào trong mắt. Cậu ngừng tụ ra một bàn tay khổng lồ, hút hết cờ lệnh trận pháp và tên tôn giả kia lại. Tôn giả cảnh đứng trước mặt Thạch Hậu chẳng khác gì một con kiến, tùy ý bị bóp nát. Trước mắt vẫn còn rất nhiều tàn dư thế lực vẫn đang bảo vệ Thạch Quốc. Thạch Hậu sẽ đối phó với bọn chúng như thế nào? Các bạn hãy đón xem tập tiếp theo để rõ hơn nhé! Video này tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!